Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Thế Giới Gỗ Quý. Giới thiệu rất là nhiều những cái sản phẩm hương đá này, tất cả bàn ghế hương đá, sập tờ hương đá rất là nhiều rồi. Hôm nay em giới thiệu cho các bác một bộ sản phẩm. Đây là một combo bàn ghế và kệ tivi gỗ gõ. Thì gỗ gõ trong năm vừa qua là được các bác khách hàng ở trong miền Nam sử dụng rất là nhiều. Và đây là một cái dáng hoàng gia các bác nhé. Đây là một dáng hoàng gia chân 14. Và bộ này có điểm gì đặc biệt thì các bác cùng theo chân em trong cái video hôm nay. Bộ này thì em làm hàng mặt tràn. Thông thường thì giới thiệu cho các bác rất là nhiều cái hàng khuôn tranh, khuôn 4 ván 2, khuôn 5 ván 2 phân rưỡi rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay giới thiệu cho các bác một bộ mặt tràn dày 3 phân. Đây là cái dáng hoàng gia là trong năm vừa qua các bác lựa chọn rất nhiều trong cái không gian phòng khách. Bởi vì là cái dáng hoàng gia này nó rất là dễ sử dụng. Nhà mình kê ở một không gian chung cư cũng hợp lý luôn. Hay là nhà ống cũng hợp lý. Và thậm chí là những cái ngôi nhà mới xây theo lối kiến trúc nhà mái Thái, nhà mái Nhật là phù hợp nhất. Đấy, tân cổ điển hiện đại, tân cổ điển kết hợp với hiện đại. Những cái hình ảnh bông hoa hồng này, những cái hình ảnh hoa lan tây này đều được bọn em đục trên phần chương. Đây là chương là độ dày 10 phân, chương độ dày 10 phân và chương thì là liền khối. Đối với em nói riêng về cái chất liệu gỗ gõ này thì đối với cái chất liệu gỗ gõ này nó không có nhiều vân như hương đá. Nhưng mà cái màu sắc của nó thì nó rất là sáng các bác nhé. Cái màu sắc của nó thì nó sáng hơn so với gỗ hương đá. Thông thường ấy thì các bác ở trong miền Nam rất là thích sử dụng. Đây, các bác có thể so sánh luôn cho em này. Bộ em đang quay là bộ gỗ gõ, cái màu sắc nó sẽ rất là vàng và sáng. Còn cái bộ đằng sau em đang quay đây là bộ hương đá này, cái màu nó sẽ như là kiểu màu đất đỏ đấy ạ. Thì đối với các bác khách hàng miền Nam thì các bác thích lựa chọn cái gỗ gõ này. Còn các bác khách hàng ở miền Bắc thì lại thích lựa chọn hương đá hơn. Cho nên là gỗ gõ này thì em sẽ làm ít hơn so với gỗ hương đá. Và đặc biệt là cái bộ sản phẩm gỗ gõ này nó có một cái điểm, đó là hàng mặt tràn. Hàng mặt tràn tức là cả một tấm mặt đấy ạ. Cả một tấm mặt với độ dày là 3 phân. Nếu mà làm dày 3 phân thì mức đầu tư nó sẽ vừa phải hơn. Và nhìn cái hàng mặt tràn này thì nó sẽ khơi gợi sự sang trọng và đẳng cấp. Đoạn dài thì em làm là dài 2m6, chiều cao từ chân lên tới đỉnh là 1m54 và sâu phủ bì thì em làm là 75 cho tới 78 tùy bộ, sẽ có bộ 75, sẽ có bộ 78. Đó, như bộ này thì là tầm chiều sâu là tầm 78 đấy ạ. Chiều sâu của bộ này sâu chân là tầm 78. Và thêm hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn ở đây thì em làm chiều ngang là 1m1 và chiều cao từ chân lên tới đỉnh của chiếc ghế đơn này thì là 1m47. Và toàn bộ vách lưng thì em đục là vách khung gương, các bác có thể thấy đây. Toàn bộ là vách khung gương này. Đấy, những cái đường nét đục khung gương, những cái đường nét hoa lan tây tỉa và cái dáng, cái màu của gỗ gõ. Bác nào mà thích màu sáng sáng như này thì là các bác rất là thích gỗ gõ. Còn nếu mà bác nào mà thích nhiều vân thì các bác lựa chọn gỗ hương đá là ok. Bộ này thì có thêm một đôn kẹp giữa hai ghế, đó là đôn kẹp ghế và một đôn ngồi. Thêm một cái mặt bàn lớn như này thì em đục chống đồng. Cái hình ảnh đục chống đồng này thì nó rất là nhã nhặn. Đấy, đơn giản nhưng mà rất là nhã nhặn. Đấy, bộ sản phẩm gỗ gõ cực kỳ là tuyệt vời. Và kèm thêm cùng với đó là một chiếc kệ tivi Louis với kích thước chiều dài là 2m4. Thì chiếc kệ này thì em làm gỗ gõ luôn. Đó, mức đầu tư sẽ là 18,8 triệu các bác nhé. Mức đầu tư sẽ là 18,8 triệu. Bộ bàn ghế là 79,8 triệu. Kệ tivi là 18,8 triệu. Đấy, các bác nào mà ở trong miền Nam, ví dụ như là ở trong thành phố Vinh hay là Huế gì đấy, thì là sẽ hỗ trợ thêm cước vận chuyển là rơi vào tầm 1 triệu cho tới 1,5 triệu. Còn các bác nào ở xa hơn, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh, các bác hỗ trợ cước vận chuyển cho em là từ 2 triệu cho tới 2,5 triệu. Đấy là tùy. Còn bọc hàng, bởi vì là những cái sản phẩm đi ra thì em sẽ phải bọc rất là kỹ. Đấy, tặng kèm theo kính nhá. Nhà em sẽ tặng kèm theo kính bàn và kính đôn. Với một bộ sản phẩm gỗ gõ như này rất là hợp lý đối với những bác nào mà thích một bộ bàn ghế sáng màu. Cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video. Kính chúc các bác có một sức khỏe và gia đình thật là ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau ạ.